Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi một game tên là Iblis. Đây là một game kinh dị, hơi điên rồ chút xíu nha các bạn. من الجنة والناس. Các bạn thông cảm nha, mình không dịch được cái đoạn lúc nãy tại trình tiếng Anh của mình dở. Hình như họ đang đọc một cuốn kinh gì đó thì phải. Mình không di chuyển được nha các bạn. Ngôn ngữ này giống ngôn ngữ dùng Trung Đông hả? Mình đang ở trong một căn phòng. Khu vực này giống Trung Đông. Như những cái người này chùm khăn là giống bên đạo Hồi thì phải. Đây là toilet nha các bạn. Không hiểu tại sao có máu. Hơi bẩn ha. Hình ảnh thì đáng sợ ha. Ai lại treo những cái này trong nhà chứ. Đồ chơi, cái tủ và cây súng. Cho lụm cây súng không? Không cho lụm cây súng nha các bạn. Ai lại để bình ga to trong tủ lạnh nhỉ? Nhà này vứt đồ vũ khí tùm lum hết. Ừ.
Cửa này không hoạt động. Cái cửa này không có hoạt động gì hết vậy. Bức tranh này nhìn đáng sợ quá nha các bạn. Cổ thì dài, mắt thì tròn, cười thì nham hiểm. Đây là phòng ăn nha các bạn. Trứng gà hả? Hủ tiêu. Những cái này mình thấy là không có tương tác gì cả ha. Không có âm bấm tương tác gì được luôn. Mở tủ cũng không được luôn. Không chỉ bấm E gì được hết các bạn. Vậy góc thì khá tối ha. Mình lại không thấy cái chìa khóa nào hết. Cửa này thì không có tương tác vào được. Nhưng mình muốn mở ở dưới không biết mở làm sao nữa. Khó hiểu thiệt. Cái tủ này thì mình mở lại không được. Sẽ đi lên lầu tìm lại coi có chìa khóa không nha. Mình không mở được ngăn tủ phía dưới nha các bạn. Tủ này cũng không mở được luôn. Tủ này thì không mở được rồi. Game này khó hiểu thiệt, mình đi tùm lum, mình tìm tùm lum la rồi không thấy cái gì hết. Ai chả biết tìm cái chìa khóa mà nó nằm ở đâu. Chơi game này không mấy ai chơi. Cái tủ lại mở được. Nãy bấm quá giờ bấm luôn không mở được. Đo là e. Nãy mình bấm e quá trời luôn, muốn gớt cái nút luôn.
Không hiểu nổi luôn. Bức tranh này không có tương tác kìa, mà nó e quá trời luôn nè, đang bấm liên tục luôn. Cửa mở ra thì đóng lại không được. Bánh mì, tủ, cửa mở tùm lum la không xài được. Tương tác cũng được luôn, tủ mấy này không mở được luôn. Không hiểu vậy làm chi nhỉ? Thật là khó hiểu quá đi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Là sao? Đi nhấn quá trời luôn, tìm chìa khóa mà không biết nằm đâu. Đâu có thấy chìa khóa đâu ta. Hử? Sao cúp điện luôn rồi? Nghe mày có chìa khóa không trời? Đây là tuyển tập game khó hiểu nhất mà mình được thấy. Cái cửa này bây giờ mở rồi kìa. Không mở tủ gì được hết các bạn à. Mấy người này như làm quân nhân vậy phải. Một bơi đáng sợ. Mình không có tương tác gì được hết. Bấm bơi mình bấm e quá trời luôn, không thấy chuyện gì xảy ra hết. Rồi cửa này không mở được luôn. Mọi thứ thì tối thui. Game này kỳ nhỉ. Hay là đứng chờ một thời gian mà nó tự tắt. Là sao nhỉ? Thấy chìa khóa rồi đã vậy đi lòng vòng, tại sao không cầm rìu lên bổ cửa rồi đi ra luôn đi. Tờ giấy treo nhớ tìm chìa khóa mất tiêu các bạn. Cái hộp này mình bấm e tương tác quá trời, không chuyện gì xảy ra cả. Phòng đọc kinh sách tùm lum tùm la mà bấm không có xi nhê gì hết. Là sao? Sao bây giờ đen thui luôn rồi, mình không thấy gì cả.
Mình đi theo ánh đom đóm luôn, không thấy gì luôn các bạn ơi. Con búp bê giờ này mất tiêu rồi. Ánh sáng xanh ở đâu vậy? Ở trên bây giờ tối thui luôn rồi. Game này là game vũ điệu bóng tối sao? Tự nhiên bây giờ có đèn pin tự mở lên luôn. Gớt vô đầu mới sợ chứ gớt vô bàn đâu có sợ đâu. Đuổi cái tôi ra đi. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Con búp bê đâu rồi? Mình tương tác bấm quá trời luôn, không có cái gì xảy ra hết. Con búp bê nè. Hello bạn, sao bạn ngồi đây vậy? Có gì nữa hôn? Búp bê là mất tiêu rồi. Game này kêu mình đi tìm chìa khóa mà sao kỳ vậy? Búp bê dưới nhà nữa. Hello búp bê nhỏ. Bây giờ mình tìm chìa khóa ở đâu đây? Có phải đi đâu đây? Ông em muốn lội cái nút luôn. Tuổi đỏ bàn phím 50 triệu lần mà mình bấm ở đây chắc hết 1 triệu lần quá. Tương tác làm tùm lum tùm la luôn mà không thấy chuyện gì xảy ra hết. Hay là game bắt mình đi từng phòng tham quan vài. Con búp bê này mình bấm cả ngàn lần luôn, không có chuyện gì xảy ra hết. Người bình thường chắc cầm rìu bổ một phát vô con búp bê cho nó tỉnh luôn. Xin chào, có ai không? Bây giờ tôi phải đi đâu đây? Đi khắp nơi lít hết mọi thứ luôn rồi. Sao giờ tủ này mở được rồi? Bức tranh bị treo ngược.
Bức tranh em bé đã biến mất rồi nha các bạn. Này, ở đây có bức tranh em bé mà bây giờ đã mất tiêu rồi. Chuyện gì sẽ ghê vậy? Tranh rớt luôn rồi kìa. Trời ơi, game này mình thấy không sợ mà gây ức chế quá đi. Tại sao nãy kêu tìm chìa khóa mà bây giờ lại mở ra cho vào? بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Đèn pin đâu mất tiêu rồi. Đây là cái gì vậy? Mình bấm vô không có tương tác gì hết. Mình thấy có ai đứng bên đó kìa các bạn. Một người mẫu ảnh thời trang. Hello bạn, tôi đến gặp bạn đây. Rồi sao nữa bạn? Bạn làm rớt bức tranh của tôi rồi. Có tương tác gì không? Người tội lỗi ư? Vậy có gì trong đây không? À, nãy là cái lò sưởi hay lò nấu nước sôi nha các bạn. Rồi chỗ xanh xanh này có gì không? Sao không mở cửa sổ đi ra ngoài cho nhanh? Lại con búp bê này nữa. Bây giờ mình phải đi đâu đây? Đi tham quan ngôi nhà một lần nữa. Có điện thoại. Xuống nghe thôi. Mình bấm tương tác. Không thấy nghe điện thoại nha các bạn. Thật làm khó nhau mà. Tủ quần áo nhưng không có quần áo. Cầm đèn pin nhưng không biết lấy đâu ra đèn pin.
toilet mà đặt bình ga chà bá luôn, trong khi nhà bếp thì không đặt. Búp bê thần kỳ ở đó nãy giờ không thấy chuyện gì xảy ra. Đi lang thang bấm e muốn cháy máy, không thấy có chuyện gì xảy ra. Ma ơi xuất hiện đi, mình đang buồn ngủ quá nè ma ơi. حسبي الله ونعم الوكيل. Đờ rinh phiên bản Trung Đông à, gọi chui ra từ tivi đi, tôi đang đợi nè. Rồi có chui ra không? Lẹ đi, đang chờ nè. Tắt tivi và tương tác không được luôn các bạn ơi. Cửa này chưa mở ra được nữa. Mình đi qua đây thì không có tương tác gì hết. Chà, tại sao lít chuột? Mình bấm lít chuột vô cái tivi mới hoạt động nha các bạn. Mình bấm e vô quá trời luôn, bây giờ lại phải phối hợp thêm lít chuột vô bất cứ đâu để coi coi có cái gì không nữa. Rồi đi đâu đây? Tôi biết đi về đâu đây? Căn phòng kinh sách này có gì không? Không có gì cả, bóng đèn thì bể khắp nơi. Không thấy gì hết gì luôn nè. Lò sưởi thì nhiều, đồ đạc cũng nhiều mà không có cái nào xài được hết. Bấm e lít chuột trái máy luôn. Không có hiện tượng gì xảy ra. Game này giống như là kêu chúng ta đi du ngoạn vòng vòng. Con búp bê giờ này đã mất tiêu. Bức tranh dưới đất nít vào không có gì hết. Nhà ăn này đi vào cả chục lần. Ghế gớt mà bánh mì còn y nguyên. Nồi niêu xông chảo quá trời, không có cái nào xài được với cái nào cả. Bình đóng nắp có bàn tay ịnh vô, bấm e tương tác xài liên tục cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Đồng hồ quả lắc cứ lắc đi lắc lại, âm thanh nghe mà nhức cả đầu.
Mình nghĩ nên thay thế bằng đồng hồ điện tử sẽ tốt hơn. Âm thanh quả lắc kiểu này trong căn nhà tối thui làm mình mệt mỏi. Bây giờ phải đi đâu đây? Mình đã lít chuột vô cái điện thoại bấm liên tục. Không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ vô ngồi đọc kinh cho ngày mai trời lại sáng cũng không được luôn. Bấm em muốn cái máy luôn. Bức tranh ịnh lên cho đẹp làm gì không có tương tác. Cảm giác ở đây là mình thấy không phải mệt gì sợ ma mà chết gì mệt mỏi đi vòng vòng trong nhà. Cái nỗi sợ chết gì đi đến chết như thế này còn ghê hơn sợ ma gấp trăm nghìn lần. Người sáng tạo ra game này thật là đỉnh. Để nhân vật đi mòn mỏi cho tới mòn chân. Căn phòng này mình có lẽ đã vô rất nhiều rồi. Bấm e đồ tương tác vật thể khắp nơi nơi. Mọi thứ bấm đi bấm lại quá trời lần. Hình ảnh này coi đi coi lại hoài. Con búp bê thì lại mất tiêu. Đi tìm nãy giờ lại không thấy. Game này là game đòi hỏi sự kiên nhẫn mòn mỏi trong chỗ ngôi nhà tối thui. Đi đi lại lại. Tới giờ này luôn. Giờ cũng không biết cái chìa khóa nằm ở đâu. Mở hộp tủ biết bao nhiêu lần. Radio đồ tùm lum cửa bấm hoài không mở. Cần chìa khóa mà không thấy chìa đâu. Đi khắp mọi nơi riết quen thuộc. Thật làm khó nhau mà. Mình đã đi khắp mọi nơi. Đi tìm rất nhiều bấm quá trời bấm. Mà tại sao không có chuyện gì xảy ra vậy? Đu lên đèn trần sao? Chờ đợi mòn mỏi khắp mọi nơi. Ừ? Bây giờ ở đây mới có cái chìa khóa nè các bạn. Dùng để mở ở đây sao? Tôi chờ đợi mòn mỏi quá rồi. Đây là nhà kho và đựng rác tùm lum luôn. Đây là tivi mình bấm e lít chuột không thấy hiện tượng gì xảy ra hết đó. Xà beng xẻng đồ không cầm được. Ở đây có một cái để giống như bia mộ vậy đó. Mình bấm tùm lum không thấy gì để tương tác hết. Có cần phải cầm xà beng cầm xẻng lên tương tác không?
Bây giờ mình phải đi đâu đây? Không bấm chạy được mà cứ đi vòng vòng trong nhà hoài. Mở cửa đi lên thôi. Ủa? Giờ lại không cho mở cửa đi lên nha các bạn. Trời ơi. Nhân vật chính đang nói ngôn ngữ gì vậy? Ai lại bò bằng tay dưới đây vậy? Tắt tivi không được luôn các bạn ơi, bấm e cũng không có tương tác gì hết. Ở đây ngôi mộ ra một đống máu. Hello bạn ơi, xin chào. Muốn gì lại đây nói chuyện nè, tôi tới tìm bạn nè. Chơi mà chơi bỏ trốn không à. Con búp bê này cứ hiện hiện ra hiện vào. Thôi thì mở cửa cho tôi đi ra ngoài đi. Vẫn không mở cửa cho mình đi ra. Tì năm con búp bê và ném chúng vào ngôi mộ. Mình tìm thấy búp bê rồi nhưng mà có tương tác được đâu. Mình bấm e lít chuột quá trời luôn. Không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi mệt mỏi vì đi ra đi vào, bây giờ mới mở cửa cho tôi lên, kêu tôi đi tìm năm con búp bê. Ném chúng vào ngôi mộ ở dưới tầng hầm. Mình đã tìm được một con đầu tiên. Có con thứ hai trong đây không? Không có nha các bạn ơi. Phòng đọc kinh có không? Có con thứ hai nha các bạn ơi. Có con thứ ba trong phòng tắm nha các bạn. Con thứ ba rồi, con thứ tư đâu?
con thứ ba rồi. Mới ngó ba con à, làm sao tìm đủ năm đây? Thật là khó khăn mà. Game này câu thời gian đỉnh cao trong lịch sử dòng game, kinh dị luôn. Kinh dị về mảng câu thời gian cạn veo của người chơi luôn. Là bó tay mà, làm sao tìm đủ được đây? Rõ ràng là mình tìm được chỉ có ba con. TV sao giờ sáng vậy? Ừ? Tại sao dưới đây là năm con rồi? Ai tìm giùm mình nữa sao? Tìm lửa và đốt những con búp bê. Mỗi tài quá đi, muốn cháy tài luôn. Lửa ở đâu mà đốt nó đây? Mình đi tìm elix bấm liên tục, không thấy nơi nào có lửa hay hột quẹt để đốt hết. Game gì khó khăn quá vậy? Lửa đây nè, không cho lấy lửa vô đốt nữa. Thật là vô lý mà. Tương tác quá trời luôn, tìm lửa đốt mà không thấy. Lửa có ở dưới kho không? Oh.
Lửa trong cái bếp lò thì nó không cho xài, thật là vô lý. Đây nè, các bạn có thấy lửa không? Game này phải nói là đỉnh cao của sự vô lý. Tiêu diệt người chơi bằng cách làm họ nản chí trong một cái game đi lòng vòng trong nhà suốt cả một tiếng đồng hồ. Giống như cái chìa khóa mình có thấy đâu rồi nó lại quăng trên bàn như thế. Bây giờ nó có quăng hột quẹt ở bất kỳ nơi nào nữa không? Rõ ràng là mình không tìm được lửa. Thật là vô lý mà. Game này làm mình đi khắp hết tận chân trời, tìm lặn sâu dưới mặt biển, vén từng những hạt cát nhỏ trên sa mạc lớn để đi tìm một cái hạt tinh tinh. Trời ơi là trời, nãy giờ không tìm được lửa, làm đi tìm lửa, ai về đi xong quay xuống bấm e lại đốt được. Chuyện gì đang xảy ra như thế này? Vậy ở đây chờ búp bê cháy xong hay đi đâu đây? Game này là một thể loại tiêu diệt sự kiên nhẫn. Giờ lại chơi khóa cửa nữa rồi. Búp bê thì đen thui, vậy thôi phá hủy búp bê đi, đốt đen thui còn nguyên y thinh. Đầu dê gì lấy đâu có được đâu, không có vật gì lấy được cả. Gặp mình cầm xà beng cuốc xẻng đập nát hết, để xương hình thành nó hành hóa đi. Game này là đỉnh cao của hành hẹ. Hình như bắt mình đi hết mọi góc tường. Mình có lời khen cho ai sáng tạo một cái game hư não thế này? Một game tiêu diệt bạn bằng sự mệt mỏi và nhàm chán. Tầng hầm này mình đi bao nhiêu lần rồi nhỉ? Hình như 5-6 lần thì phải. Gì nữa đây?
Bạn đã phá hủy pháp thuật rồi. Hãy tìm chìa khóa. Không phải tờ giấy này lúc đầu treo ở nhà vệ sinh sao? Tìm chìa khóa muốn lòi con mắt luôn. Ai gõ cửa vậy? Nghe có tiếng gõ cửa, nhưng mà có ra được đâu? Cái chìa khóa nằm ở đâu trong khi có cuốc xẻng xà beng tùm lum tùm la rìu tùm lum cửa sổ? Lại không đi ra mà đi tìm chìa khóa bắt đi ra ngoài cửa chính. Game này muốn làm mình. Ma ơi, mày ở đâu? Ra cho tao lại mày một cái đi. Tao nản mày quá rồi. Mày muốn gì tao cúng cho. Chứ mày mò thế này, tao hết thời gian luôn ma ơi. Chìa khóa ơi, chìa khóa ở đâu? Cái nhiệm vụ mà 1000 năm nãy giờ đi tìm cái chìa khóa thất lạc không tìm được. Thanh niên này ở đây mà còn không tìm được. Mình là người chơi game sao mình biết chỗ nào mà mình đi tìm? Gặp mình là khỏi tìm luôn, leo cửa sổ ra cho nó nhanh. Cửa tủ huyền thoại mở hoài không có gì hết. Hộp này mình thấy nghi ngờ mà bấm vô muốn cháy máy luôn, không có chuyện gì xảy ra. Nhà thì treo cái khẩu súng chà bá luôn mà không bắn được cái cửa để đi ra. Kêu kiếm lửa mà nguyên cái nồi lửa chà bá lại không cho xài. Cứ kêu tìm chìa khóa hoài. Tại sao nãy mình vô đây không có cái chìa khóa bây giờ lại tìm được? What the game? Rồi cho tôi ra ngoài giùm một cái đi. Trời ơi, cái game này muốn khủng hoảng với nó luôn. Ai lại nghĩ ra một cái game đỉnh cao thế này vậy? Cái phép thuật trong cái nhà đó mình thấy không bị mất đi mà bây giờ nó chuyển vô mình nè. Trời ơi trời, mình phải khâm phục cái người sáng tạo cái game này đỉnh cao quá đi. Video mình làm tới đây thôi nha các bạn, coi như mình đã chơi full game và ending cái game này rồi. Nó bắt buộc mình phải đi vòng vòng trong nhà vừa đủ khoảng thời gian đó, không bỏ sót chỗ nào rồi mình mới có thể được đi ra bên ngoài.
Cuối cùng cũng ending một cái game phải nói là muốn hắt não, lắc não, rạn vỡ chiếc não nhỏ nhoi của mình. Video mình làm tới đây, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành.